Chào mọi người đến với kênh tô chanh của mình. Ngày hôm nay mình tô bức chanh đó là hai quả chuông được bột vẩy nơ vào trong một chiếc vòng tròn như thế này nhé. Bao giờ khai giảng thì học? Nó thật ra không phải tháng 7 mà cuối tháng 6. Nó có một cuối tháng 6 và một nửa tháng 8. Thì cho học sớm trước được, biết đâu khai giảng cho nó lại được ca hát nhảy múa hay sao? Biểu diễn họ biểu diễn kia. Cháu được trong chân vẫn lên nhảy hết. Những cái trường tư thục mà không có các cháu thì khai giảng thì vẫn cứ phải cho lên nhảy. Mặc dù lên chúng có đứng im vẫn phải lên. Cho đi sớm hơn tĩnh được, sao đâu. Chính là trường đấy đắt phết, cả học cái trường đưa trẻ đồng hơn đấy. Okay. Nhưng mà thằng nào gần nhà hơn vẫn tiện hơn cho việc đưa đón chứ. Xong rồi chị chồng chị kiểu dạy ở trường đưa trẻ đồng ấy, xong rồi bà cứ... Ôi giời, thế thì cái ngon quá, có người nhà để giảm bao nhiêu chi phí? Không được giảm chi phí. Đấy á? Ừ, không được giảm đâu, con giáo viên không được giảm ấy. Thế thì trường ấy kia thật đấy. Nhưng mà ý là chúng ta thì thôi, đưa đón, đưa đi, đưa học, mà trời mưa, gió, các thứ thì bảo. Sao hôm kiểu hỏi chị bảo là bọn nó 60.000 một ngày ăn ấy. Đắt thế cơ à? Ờ, sao rồi chị bảo là kiếp đắt thế. Mà cái bọn trẻ con này thường hay ăn cháo. Ừ, ăn cháo là nhiều. Bún. Hay mình... kiểu nói mình nói là trường đấy là gần nhất và ok nhất rồi. Cho học cảm thấy ok thì theo tiếp, mà không thì lại đổi vấn đề gì đâu. Trường đại học như chắc nó đi nộp hồ sơ ấy. Nó bảo lên trường, tôi tưởng nó đi đâu đó. Em vừa mới ra trường được năm đóng cái gì bây giờ? Không, có hai kiểu đóng băng, một là vừa mới ra trường, hai là 10 năm. Mà ngày gì đâu? Vừa mới ra trường bảo em lên trường đóng băng là em chịu. Nhưng mà tao sợ con này học có lại bỏ dở. Cháu nó chăm chỉ thế lại bảo nó bỏ dở. Bố mẹ nói học nông nghiệp cũng tốn tiền phết đấy. Thì nó lại vừa đi học vừa đi làm lại phụ. Học cái gì trong nông nghiệp? Không biết được, nó là kiểu xét học bạ thì không biết là bảo cái gì được, vào khoa gì. Lại còn cái trường đấy tao cũng biết là nó sẽ như nào. Nhưng mà em chị học nông nghiệp bị tốn phết đấy. Mà cũng phải học một điều, phải cố gắng để qua môn ấy. Không qua môn là cũng học lại, là cũng tốn tiền phết đấy. Thế nên tao bảo con này có khả năng bỏ dở giữa trường. Tại vì là nó thích học, nhưng mà bố mẹ nó lại không có... Bố nó thôi chứ thấy mẹ nó ủng hộ thế thì... Đấy. Kiểu ví dụ nó mà thi lại hay gì để kêu tốn tiền với thế này, nó hay bỏ lắm. Nó học như thế thì phí thế. Cố. Mà nó học như thế nhá. Nó học như thế chắc là nó làm. Nó làm, chắc là nó làm được ở nhà sách. Bây giờ mình tôi sang bước cho con về như này, cảm nhận nó xem. Thế này, có chân sạc này không? Hôm qua đang đi đóng quan, ông cứ gọi ở chân sạc này không? Chào mọi người, chào mọi người. À, bố. Sao sao em đang bận đấy? Ông bố thì đóng tiền thế nào? Tao đỡ ông phải thôi, làm ý chắc chắn thì ông nên ngoan.
Mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.